Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái mạch Arduino 2560 này của mình. Thì Mega 2560 này được kết nối với COM 3 ở đây, các bạn nhìn thấy theo cái hình chuột của mình. Và mình đã tải cái ứng dụng Arduino và mình mở phần vào phần file này vào example và vào phần basic, sau đó chọn phần blink blink tức là nhấp nháy, và chúng ta hãy cùng chạy thử con Arduino này. Các bạn thể thấy màn ở màn hình bên này thì mình có, đây là con Arduino của mình, thì mình có một thêm một cái test board ở đây và hai chân, hai cái dây nối đực này, thì cái này nó sẽ được nối vào chân số 13. Đó. Đếm một cái lỗ này nó sẽ là chân số 13 và một cái dây màu vàng này nó sẽ nối với chân GND là chân nối đất. Đó. Cái này là chân số 13 nhé, nhìn trông có vẻ khác nhưng mà nó chính xác là chân số 13. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về cái code. Thì ở đây mình sẽ bôi đen cho các bạn những phần quan trọng. Đây này. Mega Zero is attached to pin 13. Nghĩa là chân, cái chân xuất tín hiệu đầu ra nó sẽ là đính vào chân số 13 và mình đã nối rồi. Ok, chúng ta hãy cùng đi lướt tiếp. Thì nhìn đây. The setup function runs on when you press reset or power the board, nghĩa là chức năng cài đặt sẽ chạy một lần khi bạn ấn vào khởi động lại, hoặc là nguồn của cái board, board nghĩa là cái bo mạch này. Chúng ta đọc tiếp, cái này là phần setup này. Interlacing digital pin as an output. Cái này là khai báo tên thôi. The loop function runs over and over again forever. Nghĩa là cái vòng lặp chức năng này nó sẽ chạy chạy đến vô tận. Vậy thì cái vòng lặp này nó sẽ như nào? Thì ở cái chân digital write này thì led put in này 2 tức là nó sẽ xuất ra tín hiệu cao, tức là đèn của chúng ta sẽ sáng. Thì turn the led on. Đấy, nghĩa là bật cái đèn lên. High is the voltage level. Cao này là hiệu điện thế. Và delay nó 1000. Ở trong những cái mạch này nó sẽ tính theo là giây. 1000 ở đây 1000 đây nó sẽ quy ra là 1 giây nhé. Này, trong đây hình như là 1 ms hay sao ấy. Tức là 1000 đây nó sẽ ra 1 giây ở bên ngoài mạch thực tế. Wait for a second này. Ok. Tiếp theo người ta viết lệnh low. Turn the lamp off, nghĩa là tắt bóng đèn đi khi mà điện thế, hiệu điện thế thấp, voltage là hiệu điện thế. Và delay nó 1000 giây. Bây giờ mình sẽ chạy thử luôn. Để ấn vào chỗ upload này để nạp chương trình. Các bạn thấy nó chạy đây. Đó. Sau khi đã upload xong, về mình sẽ ấn cắm cái chân này vào để cho nó chạy thử. Xem nó có đúng không nhé. 1. Đó, sáng tắt 1 giây. Blink có nghĩa là nhấp nháy các bạn nhé. Hơi mờ nhỉ. Bây giờ mình sẽ cài đặt cho nó nhanh hơn một chút chẳng hạn. Ví dụ mình đặt là 100 đi. 100 này. Cái này cũng 100 này. Đó, bây giờ mình sẽ làm cho nó nhấp nháy nhanh hơn. Nạp chương trình này. Đó. Khá là giống cái đèn mà treo trang trí ở hồi Tết.
Mình sẽ thử cho nó nhanh hơn nữa xem sao. Mười thôi. Không biết có được không? Tại vì nếu mà nó nháy nhanh quá thì mắt của chúng ta sẽ không thể đáp ứng kịp được. Đúng như mình dự đoán. Thì cái đèn nó sáng luôn, nó sáng rất là nhanh và mắt chúng ta không thể bắt kịp được. Thử là 50 nhé. Mình nghĩ này là 50 mili giây. 5 chương trình này. Đó, chạy rất nhanh luôn. Nhấp nháy cực kỳ nhanh nhé. Video mình đến đây là kết thúc rồi. Qua video các bạn đã biết cách cách làm cho đèn nhấp nháy bằng bảng mạch Arduino. Thì đây là phần code, cái này nó có sẵn ở trong ứng dụng Arduino rồi. Các bạn mở file này, example và phần basic và blink. Trong video sau thì mình sẽ làm một cái nữa về faded, có nghĩa là sáng mờ dần.